Ấn Đức Phật Bảo thứ 9 Phagavoa. Itibiso Phagavoa Phagavoa. Nghĩa: So Phagavoa, Đức Thế Tôn. Itibí: Do ngài là bậc có 6 ân đức đặc biệt, do thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hành ba la mật của ngài. Phagavoa: Do ngài có ân đức Đức Thế Tôn. Ân đức Phagavoa: Ân đức Đức Thế Tôn thật vô cùng cao thượng nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Ân đức Phagavoa này không phải do phụ vương phụ mẫu của ngài tôn vinh, cũng không phải do chư thiên chư phạm thiên nào suy tôn ngài. Thật sự ân đức Phagavoa này là kết quả của một quá trình tiến triển thực hành 30 pháp hành ba la mật trải qua 3 thời kỳ của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Trường hợp Đức Phật Gotama trong thời đại chúng ta thuộc về Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có trí tuệ siêu việt, cho nên những tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, nghĩa là trí tuệ có nhiều năng lực hơn đức tin và tinh tấn. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật trải qua 3 thời kỳ. Một, thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, đã phát nguyện trong tâm, có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác để tế độ cứu vớt chúng sinh, giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Rồi Đức Bồ Tát có trí tuệ siêu việt thực hành các pháp hạnh ba la mật suốt thời gian khoảng 7 A Tăng Kỳ. 2. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, đã phát nguyện bằng lời nói để cho chúng sinh nghe biết ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời Vị Lai để tế độ chúng sinh. Rồi Đức Bồ Tát tiếp tục thực hành các pháp hạnh ba la mật thêm suốt 9 A Tăng Kỳ nữa. Qua 2 thời kỳ này vẫn còn là Đức Bồ Tát bất định Anicca Tabbati Satta, nghĩa là có thể thay đổi ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Độc Giác hoặc Bậc Thánh Thanh Văn Giác. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, vẫn giữ nguyên ý nguyện tiếp tục thực hành các pháp hạnh ba la mật dẫn đến thời kỳ cuối. 3. Thời kỳ cuối, sau khi đã trải qua 2 thời kỳ phát nguyện trong tâm và bằng lời, Đức Bồ Tát có trí tuệ siêu việt, có đầy đủ năng lực mạnh, có thiện tâm bất thoái chí. Đức Bồ Tát ấy có duyên lành đến hầu đảnh lễ Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Như trường hợp vị đạo sĩ Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đến hầu Đức Phật Dibbānkārā. Với Phật nhãn thấu suốt Vị Lai, Đức Phật Dibbānkārā biết rõ ý nguyện của Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha sẽ được thành tựu như ý, nên Đức Phật Dibbānkārā thọ ký vị đạo sĩ Sumedha rằng: trong thời Vị Lai còn 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Sau khi được Đức Phật Dibbānkārā đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, chính thức trở thành Đức Bồ Tát cố định Niyata Bodhisattva bất thoái chí, tiếp tục thực hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung và 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, trải qua vô số kiếp tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Từ đó về sau, mỗi khi có Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đều đến hầu đảnh lễ Đức Phật ấy và được Đức Phật thọ ký xác định thời gian còn lại. Trong khoảng thời gian ấy, 24 Đức Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã được Đức Phật Dibbānkārā thọ ký đầu tiên cho đến Đức Phật Kassapa thứ 24 thọ ký cuối cùng. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật. Đến kiếp chót, Đức Bồ Tát xin làm thái tử Siddhartha của Đức Vua Suddhodana. Năm 16 tuổi, Thái tử Siddhartha lên ngôi làm vua. Năm 29 tuổi, Đức Vua Bồ Tát Siddhartha bỏ ngôi vua, trốn ra khỏi kinh thành Kapilavastu, đi xuất gia. Năm 35 tuổi, Đức Bồ Tát Siddhartha chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên
trong toàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela vào canh chót đêm rằm tháng tư âm lịch, tròn đúng 35 tuổi. Cho nên Đức Phật Gotama có ơn đức Phagavoa, Đức Thế Tôn. Ơn đức Phagavoa, Đức Thế Tôn có 6 ơn đức chính: Isariya, Thamma, Vassa, Siri, Kama, Bajata. 1. Thế nào gọi Isariya tự chủ? Đức Thế Tôn có tâm tự chủ trong các pháp tam giới và pháp siêu tam giới. Tâm tự chủ trong pháp tam giới, Đức Thế Tôn quá phép thần thông song hành. Yamakabati Hariya, có 2 luồng nước và lửa phát xuất từ kim thân của Đức Phật. Một luồng nước phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng lửa phát ra từ lỗ mũi bên trái. Rồi thay đổi, một luồng lửa phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng nước phát ra từ lỗ mũi bên trái. Cũng như vậy đến 2 mắt, 2 lỗ tai. Tâm tự chủ trong pháp siêu tam giới. Đức Phật thuyết pháp xong, các hàng thanh văn đệ tử đồng thanh nói lên lời hoan hỷ: Sa thú, sa thú. Trong thời gian khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đức Thế Tôn có thể nhập A-ra-hán thánh quả để hưởng sự an lạc niết bàn. Do đó gọi là Isariya tự chủ. 2. Thế nào gọi là Thamma chánh pháp? Đức Thế Tôn đã chứng đắc chính pháp siêu tam giới. Đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Diệt tận tất cả 1.500 loại phiền não, 108 loại tham ái và tất cả mọi tiền kiên tật đã tích lũy từ vô lượng kiếp quá khứ. Do đó gọi Thamma chánh pháp. 3. Thế nào gọi là giá xá, tiếng tốt lành? Ân đức của Đức Thế Tôn được lan truyền khắp tất cả mọi cõi chúng sinh, khắp mọi nơi, từ cõi người cho đến cõi Long Dương, đến chư thiên ở 6 cõi trời dục giới, đến chư phạm thiên ở 15 cõi trời sắc giới, trừ cõi vô tưởng thiên. Và thậm chí ngay cả chư phạm thiên ở cõi vô sắc giới cũng niệm tưởng đến ân đức Phật bảo. Do đó gọi giá xá, tiếng tốt lành. 4. Thế nào gọi là sĩ rí, hạnh phúc? Kim thân của Đức Thế Tôn có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang mát mẻ phát ra từ kim thân của Đức Thế Tôn, nên nhân loại chư thiên phạm thiên đến hầu đảnh lễ cúng dường đến Đức Thế Tôn, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc an lạc, phát sinh hỷ lạc. Cho nên những chúng sinh đến hầu Đức Thế Tôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ. Do đó gọi là sĩ rí, hạnh phúc. 5. Thế nào gọi là ca má, nguyện ước thành tựu? Đức Thế Tôn khi còn là Bồ Tát Sú Mê Thá có nguyện ước rằng: Bút Thô Bồ Thề Dâm, Như Lai tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thể chỉ dạy, chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi sẽ giáo hóa chúng sinh cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thành bậc thánh nhân tự giác giác tha. Điều ước nguyện ấy đã thành tựu. Bút Tô Mô Xê Dâm, Như Lai tự mình giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, rồi sẽ giáo huấn chúng sinh cũng được giải thoát khỏi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, từ độ độ tha. Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. Tín Nô Tá Rê Dâm, Như Lai tự mình vượt qua biển khổ luân hồi đạt đến niết bàn an lạc, rồi sẽ dẫn dắt chúng sinh cũng vượt qua biển khổ luân hồi đạt đến niết bàn an lạc, từ đáo đáo tha. Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. Do đó gọi ca má, nguyện ước thành tựu. 6. Thế nào gọi là ba giá tá, tinh tấn không ngừng? Hằng ngày Đức Thế Tôn có sự tinh tấn không ngừng, thực hành bút thá ký chá, năm phần sự của Đức Phật. Năm phần sự của Đức Phật: phần sự buổi sáng trước khi độ ngọ, bút rê phá tá chít chá; phần sự sau khi độ ngọ, bát cha phá tá chít chá; phần sự canh đầu đêm, ba tha má gia má; phần sự canh giữa đêm, mắt chí má gia má; phần sự canh chót đêm, bắt chí má gia má. Giải thích: một, phần sự buổi sáng trước khi độ ngọ như thế nào? Một buổi sáng đến giờ đi khất thực, khi thì Đức Phật ngự đi khất thực một mình để tế độ chúng sinh nào đó, khi thì Đức Phật ngự cùng với chư tỳ khưu tăng đi vào xóm làng kinh thành để khất thực,
Khi Đức Phật thọ thực xong, số dân chúng thỉnh Đức Phật thuyết pháp, số xin thọ phép quy y Tam Bảo, số xin Đức Phật cho phép xuất gia, rồi Đức Phật ngự trở về chùa. 2. Phần sự sau khi độ ngọ như thế nào? Khi ngự trở về chùa, Đức Phật rửa chân xong, đứng trên bục giảng, Ngài khuyên dạy chư tỳ khưu rằng: Vikkhave appa madena sambadetha dulapho butthubbado lokasbin dulapho madusatta batilapho dulapha kana sambatti dulapha babbaja dulaphang sakthammat savanang. Này chư tỳ khưu, các con hãy nên cố gắng hoàn thành một phần sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, không thất niệm, tiến hành tứ niệm xứ. Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó. Được sinh làm người là một điều khó. Có được cơ hội thực hành phạm hạnh cao thượng là một điều khó. Được xuất gia trở thành tỳ khưu là một điều khó. Được nghe chánh pháp là một điều khó. Đó là những điều khó mà Đức Phật hằng ngày thường khuyên dạy chư tỳ khưu chớ nên dễ vui, thất niệm. Sau khi khuyên dạy xong, Đức Phật ngự vào cốc Ganthakutti. Còn chư tỳ khưu mỗi vị ở một nơi để thực hành pháp hành thiền định hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ. 3. Phần sự canh đầu đêm như thế nào? Canh đầu, Đức Phật giáo huấn chư tỳ khưu. Có số tỳ khưu hỏi pháp luật, có số tỳ khưu xin thọ pháp hành thiền định, xin thọ pháp hành thiền tuệ, có số tỳ khưu nghe Đức Phật thuyết pháp. Qua hết canh đầu, chư tỳ khưu đảnh lại Đức Phật trở về chỗ ở của mình. 4. Phần sự canh giữa đêm như thế nào? Canh giữa, Đức Phật cho phép chư thiên, phạm thiên trong 10.000 thế giới đến hầu Đức Phật. Đảnh lễ xong, đứng một nơi hợp lẽ, bạch hỏi pháp. Đức Phật giảng giải những câu hỏi của chư thiên, phạm thiên xong. Hết canh giữa, chư thiên, phạm thiên đảnh lễ Đức Phật trở về cảnh giới của mình. 5. Phần sự canh chót đêm như thế nào? Đức Phật phân chia canh chót là 3 thời. Thời gian đầu, Đức Phật đi kinh hành. Thời gian giữa, Đức Phật ngự vào cốc Ganthakutti nghỉ ngơi, nằm nghiêng bên phải, có chánh niệm, trí tuệ, tỉnh giác, định giờ tỉnh dậy. Thời gian chót, Đức Phật nhập thiền đại bi. Khi xả thiền, Đức Phật xem xét chúng sinh trong 10.000 cõi giới bằng Phật nhãn. Xem xét chúng sinh nào đã từng gieo duyên lành với Đức Phật hoặc đã từng thực hành các pháp hành ba la mật từ trước Phật quá khứ đến kiếp hiện tại này, có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Chúng sinh ấy dù ở gần, dù ở xa, trong cõi người này hay cõi giới khác, Đức Phật vẫn ngự đến nơi để tế độ chúng sinh ấy. Mỗi ngày, mỗi đêm, Đức Thế Tôn thực hành đầy đủ 5 phần sự ròng rã suốt 45 năm, cho đến giây phút cuối cùng tịch diệt niết bàn. Ân đức Phagavoa còn có nhiều ý nghĩa khác. Đức Thế Tôn là bậc có đầy đủ trọn vẹn các pháp của bậc tôn sư. Cho nên Đức Phật Gotama có ân đức Phagavoa Đức Thế Tôn. Niệm ân đức Phagavoa. Các hàng thanh văn đệ tử thường niệm tưởng đến ân đức Phật bảo, niệm ân đức Phagavoa này sẽ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, có trí tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức Thế Tôn, có lòng dũng cảm tránh khỏi mọi tai họa, phước thiện được tăng trưởng. Hành giả thực hành niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Phagavoa như sau. Câu ân đức Phagavoa rằng: Itibiso Phagavoa Phagavoa, Itibiso Phagavoa Phagavoa, Itibiso Phagavoa Phagavoa, làm đối tượng thiền định. Hoặc danh từ ân đức Phagavoa rằng: Phagavoa Phagavoa Phagavoa, làm đối tượng thiền định. Đề mục thiền định niệm ân đức Phật bảo, niệm ân đức Phagavoa này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, di tế, rộng lớn, vô lượng vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định và một pháp nào nhất định làm đối tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận định Upacara Samadhi mà thôi, không thể chứng đạt đến an định Appana Samadhi, do đó không thể chứng đắc được bậc thiền sắc giới nào. Như vậy, tâm cận định này vẫn còn trong dục giới thiền tâm, có dục giới thiền nghiệp. Do năng lực dục giới thiền nghiệp thực hành niệm ân đức Phật bảo này sẽ cho quả như sau. Kiếp hiện tại,
hành giả là người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, có trí tuệ sáng suốt, mọi phước thiện được tăng trưởng, tránh được khỏi mọi tai họa, thân tâm thường được an lạc. Kiếp vị lai, sau khi hành giả chết, nếu đại thiện nghiệp này cho quả tái sinh làm người, sẽ là người có đầy đủ tam nhân, vô tham, vô sân, vô si, cao quý, được nhiều người quý mến, kính trọng. Nếu tái sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trong cõi trời nào, trong sáu cõi trời dục giới, sẽ là một chư thiên có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời, hưởng sự an lạc cao quý đến hết tuổi thọ trong cõi trời ấy. Dục giới thiện nghiệp này có thể cho quả tốt lành suốt nhiều kiếp, đặc biệt còn làm duyên lành dễ dàng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn trong thời vị lai nào đó. Đề mục niệm, niệm chính ân đức Phật Bảo. Chính ân đức Phật Bảo là đối tượng của đề mục niệm, niệm ân đức Phật Bảo. Đề mục niệm, niệm chính ân đức Phật Bảo là một trong 10 đề mục niệm, niệm Anusati, cũng là một trong 40 đề mục thiền định. Muốn thực hành đề mục niệm, niệm chính ân đức Phật Bảo, trước tiên hành giả cần phải học hỏi cho hiểu rõ ý nghĩa chính ân đức Phật Bảo kỹ càng từng các chi pháp về phần pháp học. Phần pháp hành, trước khi thực hành đề mục niệm, niệm chính ân đức Phật Bảo, hành giả nên có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Nếu là cần sự nam hoặc cần sự nữ thì nên xin thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới hoặc bát giới, cửu giới. Nếu là vị sa di thì nên xin thọ phép quy y Tam Bảo và sa di thập giới với vị thầy tế độ hoặc với một vị đại đức. Nếu là vị tỳ khưu thì nên xin sám hối a bát tí với một vị tỳ khưu khác. Như vậy, hành giả là người có giới thuộc về phần pháp hành giới, làm nền tảng cho pháp hành thiền định, thực hành pháp hành niệm, niệm chính ân đức Phật Bảo. Phương pháp niệm, niệm ân đức Phật Bảo. Chính ân đức này chỉ có nơi chư Phật chánh đẳng giác mà thôi. Ngoài chư Phật chánh đẳng giác ra, không có Đức Phật độc giác, một sa môn, bà la môn, chư thiên, chư phạm thiên nào có đầy đủ chính ân đức này. Vì vậy gọi là chính ân đức Phật Bảo. Chư Phật trong quá khứ, Đức Phật trong hiện tại, chư Phật trong vị lai đều có đầy đủ chính ân đức này. Để dễ liên tưởng đến chính ân đức Phật Bảo, hành giả nên ngồi trước tượng Đức Phật hoặc trước ngôi bảo tháp nơi tôn thờ xá lợi của Đức Phật, hoặc tại cội Đại Bồ Đề nơi Đức Bồ Tát chứng đắc thành Đức Phật chánh đẳng giác, hoặc một nơi thanh vắng để thuận lợi thực hành đề mục niệm, niệm chính ân Đức Phật Bảo. Niệm chính ân Đức Phật Bảo có nhiều cách. Cách thứ nhất phổ thông, niệm trọn vẹn chính ân Đức Phật Bảo. Hành giả thực hành niệm, niệm chính ân Đức Phật Bảo như sau: Iti bi so bhagava arahang samma sambuddho vicchakara nasam anno sugato lokavidyu anuttaro bodhisattam masarathi sattha devamanusanang buddho bhagava. Hành giả thực hành tâm niệm đến ân Đức Phật Bảo nào nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức Phật Bảo ấy, định tâm theo dõi mỗi ân đức Phật Bảo như vậy hàng trăm lần, hàng ngàn lần trong suốt thời gian thực hành niệm, niệm chính ân đức Phật Bảo, để làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi Đức Phật Bảo. Cách thứ nhì, niệm một câu ân đức Phật Bảo. Hành giả có thể chọn một câu ân đức Phật Bảo nào trong chính ân đức Phật Bảo làm đối tượng để thực hành niệm, niệm ân đức Phật Bảo ấy, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức Phật Bảo ấy, luôn luôn định tâm nơi ân đức Phật Bảo ấy. Ví dụ, niệm ân đức Phật Bảo thứ nhất, Iti bi so bhagava arahang, Iti bi so bhagava arahang. Hoặc niệm ân đức Phật Bảo thứ 8, Iti bi so bhagava buddho, Iti bi so bhagava buddho. Hoặc niệm ân đức Phật Bảo thứ 9, Iti bi so bhagava bhagava, Iti bi so bhagava bhagava. Hành giả thực hành tâm niệm cầu ân đức Phật Bảo, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức Phật Bảo ấy, định tâm theo dõi ân đức Phật Bảo ấy hàng trăm lần, hàng nghìn lần trong suốt thời gian thực hành niệm, niệm ân đức Phật Bảo, để làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi Đức Phật Bảo.
Cách thứ ba, niệm một danh từ ân đức Phật bảo. Hành giả có thể chọn một danh từ ân đức Phật bảo nào trong chính ân đức Phật bảo làm đối tượng để thực hành niệm ân đức Phật bảo ấy. Nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của danh từ ân đức Phật bảo ấy, luôn luôn định tâm nơi ân đức Phật bảo ấy. Ví dụ niệm A-ra-hằng, 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 hoặc niệm Bút-thô, 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 hoặc niệm Phá-ga-boa, Phá-ga-boa, Kha-ga-boa. Hành giả thực hành tâm niệm danh từ ân đức Phật bảo, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức Phật bảo ấy, định tâm theo dõi ân đức Phật bảo ấy hàng trăm lần, hàng ngàn lần trong suốt thời gian thực hành niệm ân đức Phật bảo ấy, để làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi đức Phật bảo. Đề mục niệm chính ân đức Phật bảo là một đề mục thiền định, dễ làm cho phát sinh đức tin nơi tam bảo. Đức Phật bảo, đức pháp bảo, đức tăng bảo mà đức tin là nền tảng cho mọi thiền pháp, từ dục giới thiền pháp, sắc giới thiền pháp, vô sắc giới thiền pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. Đề mục niệm chính ân đức Phật bảo là đề mục thiền định vô cùng vi tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn, mênh mông, bao la, vô lượng vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định và một pháp nào nhất định làm đối tượng được. Vì vậy, đề mục niệm chính ân đức Phật bảo này chỉ có khả năng đạt đến cận định Upacha Rasa Mathi mà thôi, không có khả năng chứng đạt đến an định Appana Samadhi, nên không thể nào chứng đắc bậc thiền sắc giới nào. Cho nên tâm cận định này vẫn còn là dục giới thiền tâm. Tuy nhiên, đề mục niệm chính ân đức Phật bảo này không chỉ là pháp hành thiền định có khả năng đạt đến cận định Upacha Rasa Mathi, mà tâm cận định còn là đối tượng của pháp hành thiền tuệ, dẫn đến sự nhàm chán trong ngũ uẩn, danh pháp sắc pháp, diệt tận tham ái, phiền não, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn được nữa, như Đức Phật dạy. Này chư tỳ khưu, có một pháp hành mà hành giả đã thực hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp, để diệt tận tham ái, sân hận, si mê, để làm gián lặng một phiền não, phát sinh trí tuệ, thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Pháp hành ấy là pháp hành gì? Pháp hành ấy là Buddha Nusati, pháp hành niệm chính ân đức Phật bảo. Này chư tỳ khưu, pháp hành niệm chính ân đức Phật bảo mà hành giả đã thực hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp, để diệt tận tham ái, sân hận, si mê, để làm gián lặng mọi phiền não, phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung. Trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Qua lời giáo huấn trên của Đức Phật thì đề mục niệm chính ân đức Phật bảo không chỉ là đề mục thiền định mà còn làm nền tảng để thực hành pháp hành thiền tuệ nữa. Cho nên đề mục niệm chính ân đức Phật bảo có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, đề mục niệm chính ân đức Phật bảo thuộc về pháp hành thiền định mà hành giả thực hành niệm chính ân đức Phật bảo có khả năng dẫn đến cận định Upacha Rasa Mathi, phương pháp đã trình bày. Giai đoạn sau khi hành giả đã thực hành đề mục niệm chính ân đức Phật bảo đã đạt đến cận định, nếu hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ thì cần phải có ngũ uẩn hoặc danh pháp, sắc pháp làm đối tượng thiền tuệ. Pháp hành thiền tuệ. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ cần phải có đối tượng thân, thọ, tâm, pháp trong pháp hành tứ niệm xứ: thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ, hoặc danh pháp, sắc pháp đều thuộc về chân nghĩa pháp Bá Rá Bá Thá Thâm Má làm đối tượng thiền tuệ. Tâm cận định trong đề mục niệm chính ân đức Phật bảo làm nền tảng, làm đối tượng để thực hành pháp hành thiền tuệ như thế nào? Đúng theo thật tánh của chân nghĩa pháp thì không có hành giả thực hành niệm chính ân đức Phật bảo, mà chỉ có dục giới thiền tâm hợp với trí tuệ làm phận sự thực hành niệm chính ân đức Phật bảo đạt đến cận định mà thôi.
phân tích theo ngũ uẩn. Tâm cần định này, đó là dục giới thiền tâm hợp với trí tuệ, thuộc về thức uẩn. Thọ tâm sở đồng sinh với dục giới thiền tâm ấy, thuộc về thọ uẩn. Tưởng tâm sở đồng sinh với dục giới thiền tâm ấy, thuộc về tưởng uẩn. Các tâm sở còn lại đồng sinh với dục giới thiền tâm ấy, thuộc về hành uẩn. Sắc ý căn hạ đa giả và thủ là nơi nương nhờ để phát sinh dục giới thiền tâm ấy, thuộc về sắc uẩn. Ngũ uẩn này thuộc về phần pháp niệm xứ trong pháp hành tứ niệm xứ. Như vậy, ngũ uẩn này là một trong năm đối tượng trong phần pháp niệm xứ của pháp hành tứ niệm xứ, hoặc ngũ uẩn hoặc danh pháp sắc pháp này cũng là đối tượng của pháp hành thiền tuệ. Phân tích theo danh pháp sắc pháp. Tâm cần định này thuộc về phần tâm niệm xứ trong pháp hành tứ niệm xứ, và tâm cần định là một trong 16 loại tâm trong phần tâm niệm xứ của pháp hành tứ niệm xứ. Tâm cần định này, đó là dục giới thiền tâm hợp với trí tuệ thuộc về danh pháp, cũng là đối tượng của pháp hành thiền tuệ. Tâm cần định này nương nhờ nơi sắc ý căn hà đa giả vá thủ thuộc về sắc pháp, cũng là đối tượng của pháp hành thiền tuệ. Như vậy, tâm cần định này là một trong 16 loại tâm trong phần tâm niệm xứ, hoặc tâm cần định này, đó là dục giới thiền tâm hợp với trí tuệ thuộc về danh pháp, là đối tượng của pháp hành thiền tuệ. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có chánh niệm, có trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thật tánh của danh pháp sắc pháp, thấy rõ biết rõ sự sinh sự diệt của ngũ uẩn hoặc danh pháp sắc pháp, thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của ngũ uẩn hoặc danh pháp sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp, trở thành bậc thánh a la hán. Cho nên tâm cần định trong đề mục niệm, niệm chính ân đức Phật bảo làm nền tảng, làm đối tượng thiền tuệ để thực hành pháp hành thiền tuệ như Đức Phật dạy. Này chư tỳ khưu, pháp hành niệm, niệm chính ân đức Phật bảo mà hành giả đã thực hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngũ uẩn danh pháp sắc pháp, để diệt tận tham ái, sân hận, si mê, để làm vắng lặng mọi phiền não, phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Quả báo đặc biệt niệm, niệm chính ân đức Phật bảo. Hành giả thực hành niệm, niệm chính ân đức Phật bảo trong kiếp hiện tại, nếu chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào, chưa trở thành bậc thánh nhân, thì hành giả sẽ được hưởng những quả báo đặc biệt ngay trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai như sau. Được phần đông chúng sinh kính trọng, có đại thiện tâm trong sạch thanh tịnh, khi sắp chết tâm bình tĩnh sáng suốt không mê muội. Sau khi chết, đại thiện nghiệp này cho quả tái sinh làm người cao quý hoặc chư thiên cao quý. Tái sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng sinh cao quý, có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp đáng quý. Thân có mùi thơm tỏa ra, miệng có mùi thơm tỏa ra. Có trí tuệ nhiều, có trí tuệ sâu sắc, có trí tuệ sắc bén, có trí tuệ nhanh nhẹn, có trí tuệ phong phú, có trí tuệ phi thường, nói lời hay, có lợi ích. Kiếp vị lai có duyên lành gặp Đức Phật, lắng nghe chánh pháp dễ dàng, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Đó là những quả báo phát sinh từ thực hành đề mục niệm, niệm chính ân Đức Phật. Nhận xét về đề mục niệm, niệm ân Đức Phật bảo. Đề mục niệm, niệm chính ân Đức Phật bảo là một đề mục thiền định chỉ có trong Phật giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật giáo. Hành giả thực hành đề mục niệm, niệm chính ân Đức Phật bảo này dễ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi Đức Tăng bảo. Đức tin trong sạch nơi Tam bảo có tầm quan trọng làm nền tảng cho tất cả mọi thiện pháp được phát triển, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tâm giới thiện pháp, đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Ban đầu có đức tin, sau càng vững chắc. Có số người ban đầu nghe đến danh hiệu Buddha, Đức Phật, liền phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Như trường hợp ông Phú Hộ
Anathabindika. Khi nghe ông Phú Hộ Kinh Thành Rajagaha nói đến danh hiệu Buddha, Đức Phật, ông Phú Hộ Anathabindika liền phát sinh thiện tâm hỷ lạc chưa từng có, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, muốn đến hầu đến lời Đức Phật ngay. Nhưng ban đêm không phải thời, ông chờ đợi đến sáng. Trong lúc nằm, ông niệm tưởng đến Buddha, Đức Phật, nên đại thiện tâm phát sinh ánh sáng. Ông tưởng gần sáng, liền thức dậy. Ông đến hầu đánh lễ Đức Phật vào canh chót đêm ấy. Đức Phật thuyết pháp tế độ ông Phú Hộ. Ông lắng nghe chánh pháp, liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Trường hợp đức vua Maha Kabina cùng với 1.000 quan cận thần, khi gặp nhóm người lái buôn từ kinh thành Savatthi, đức vua truyền hỏi nhóm lái buôn ấy ở kinh thành Savatthi có tin lành gì không. Nhóm lái buôn tâu lên đức vua rằng: Buddha Uppanno, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. Đức vua lắng nghe danh hiệu Buddha, Đức Phật, liền phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có. Thammo Uppanno, Đức Pháp đã xuất hiện trên thế gian. Đức vua lắng nghe danh hiệu Thammo, Đức Pháp, liền phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có. Sangho Uppanno, Đức Tăng đã xuất hiện trên thế gian. Đức vua lắng nghe danh hiệu Sangho, Đức Tăng, liền phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có. Đức vua Maha Kapida ban thưởng cho nhóm lái buôn mỗi tinh lành 100.000 Kahabana. Ba tinh lành gồm có 300.000 Kahabana, một số tiền rất lớn của thời ấy, được ghi trên tấm thẻ rồi trao cho nhóm lái buôn, truyền bảo rằng: Này các ngươi hãy đem tấm thẻ này đến trình với chánh cung hoàng hậu Anoya để lĩnh thưởng 300.000 Kahabana. Đức vua Maha Kapina không chịu hồi cung, mà từ đó đức vua ngự đến hầu Đức Phật cùng 1.000 quan cận thần. Sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, đức vua cùng 1.000 quan cận thần liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Đức vua Maha Kapina cùng với 1.000 quan cận thần kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu, rồi chứng đắc từ Nhất Lai thánh đạo, Nhất Lai thánh quả và niết bàn cho đến A Ra Hán thánh đạo, A Ra Hán thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A Ra Hán cùng tứ tuệ phân tích lục thông tại nơi ấy, vân vân. Ban đầu không có đức tin, sau phát sinh đức tin. Có số người ban đầu nghe đến danh hiệu Buddha, Đức Phật, liền phát sinh ác tâm, muốn tìm đến tranh tài đấu trí với Đức Phật, như trường hợp ông Bà La Môn Phà Rá Bà Giá đến tìm Đức Phật để tranh tài đấu trí. Nhưng sau khi ông lắng nghe, hiểu rõ chánh pháp của Đức Phật, mới phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, kính xin Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Tỳ khưu Phà Rá Bà Giá tinh tấn thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A Ra Hán cao thượng trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Trường hợp ông Bà La Môn Á Cô Xá Cá nghe tin người anh em là Bà La Môn Phá Rá Và Giá đã xuất gia theo Đức Phật, ông Bà La Môn Á Cô Xá Cá nổi cơn giận dữ, tìm đến gặp Đức Phật chửi mắng hăm dọa Đức Phật. Nhưng sau khi ông lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, hiểu rõ chánh pháp của Đức Phật, mới phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, kính xin Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Tỳ khưu Á Cô Xá Cá tinh tấn thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A Ra Hán cao thượng trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Trường hợp kẻ cướp sát nhân Angulimala La nhìn thấy Đức Phật liền đuổi theo để giết Đức Phật. Đến khi kiệt sức đứng lại, y bảo Đức Phật hãy dừng lại, nhưng Đức Phật không dừng mà vẫn bước đi khoan thai. Đức Phật đáp rằng: Này Angulimala La, Như Lai đã dừng lâu rồi, chính con mới là người chưa chịu dừng lại. Nghe Đức Phật vừa đi vừa truyền dạy như vậy, Angulimala vô cùng ngạc nhiên, rồi suy nghĩ rằng: Sa môn dòng Sakyaya thường nói sự thật, làm như thế nào nói như thế ấy, nói như thế nào làm như thế ấy. Trong khi Sa môn đang bước đi mà nói rằng Như Lai đã dừng lâu rồi, còn ta đã dừng lại rồi, thì ông nói rằng chính con mới là người chưa chịu dừng lại, như thế nghĩa là sao?
Angulimala bèn hỏi Đức Thế Tôn rằng: Nè ông Sa Môn, sự thật rõ ràng ông đang bước đi mà lại nói Như Lai đã dừng lâu rồi, còn tôi đã dừng chân lại rồi, nhưng ông lại nói chính con mới là người chưa chịu dừng lại, như vậy nghĩa là sao? Đức Thế Tôn thuyết giảng Angulimala rằng: Này Angulimala, thật vậy, Như Lai đã dừng từ lâu rồi, nghĩa là Như Lai đã từ bỏ sự sát hại chúng sinh từ lâu rồi, còn con chưa chịu từ bỏ sự sát hại chúng sinh, vì vậy Như Lai mới nói rằng chính con mới là người chưa chịu dừng lại. Khi lắng nghe Đức Phật trả lời câu hỏi, y liền thức tỉnh, nên bỏ khí giới, đến hầu đảnh lễ dưới bàn chân của Đức Phật, rồi xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Vậy sao tỳ khưu Angulimala thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật? Trường hợp Đức Phật ngự đến lâu đài của Dạ Xoa A-la-va-cá, ngự trên bảo tọa của y. Nghe tin như vậy, Dạ Xoa A-la-va-cá liền nổi cơn giận dữ, trở về dùng mọi phép màu nguy hiểm để xua đuổi Đức Phật, nhưng y hoàn toàn bất lực. Cuối cùng y có một câu kệ khó mà từ lâu y quên hẳn câu trả lời. Y đem câu kệ ấy đặt điều kiện hỏi Đức Phật, nếu Đức Phật không giải đáp được thì Đức Phật phải rời khỏi pháp tọa của y. Đức Phật đã giải đáp đúng ý nghĩa sâu sắc của câu kệ, làm cho Dạ Xoa A-la-va-cá vô cùng hoan hỷ. Ngay khi ấy, Dạ Xoa A-la-va-cá chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu có đức tin trong sạch vững chắc, đời Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Vậy do nguyên nhân nào ban đầu có một số người vừa nghe đến danh hiệu Buddha, Đức Phật liền phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, nghe chánh pháp trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Ngài? Và có số người ban đầu vừa nghe đến danh hiệu Buddha, Đức Phật liền phát sinh tâm sân, bực tức, nhưng sau đó họ lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, hiểu rõ chánh pháp của Đức Phật mới phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật và trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Ngài. Nhận xét rằng nhóm người thứ nhất đặt trọng tâm nơi Đức Phật, cho nên khi họ lắng nghe đến danh hiệu Buddha, Đức Phật liền phát sinh thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, rồi phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, đến hầu đảnh lễ Ngài, lắng nghe Đức Phật thuyết pháp tế độ, rồi họ thực hành pháp hành thiền tuệ, liền dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Ngài. Nhóm người thứ nhì đặt trọng tâm nơi Đức Pháp, cho nên khi họ lắng nghe hiểu rõ chánh pháp của Đức Phật mới phát sinh đức tin trong sạch đến Đức Phật, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật. Như vậy, đề mục niệm niệm chính ân Đức Phật bảo là một đề mục thiền định dễ phát sinh đức tin nơi Đức Phật. Nếu hành giả thực hành đề mục niệm niệm chính ân Đức Phật bảo trở thành thói quen, được tích lũy trong tâm, trải qua thời gian lâu dài từ những kiếp quá khứ, thì nay kiếp hiện tại này, khi nghe danh hiệu Buddha, Đức Phật liền phát sinh thiện tâm hỷ lạc, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Nếu kiếp hiện tại hành giả thường tinh tấn thực hành đề mục niệm niệm chính ân Đức Phật bảo, thì cũng dễ phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, có đức tin nơi Đức Phật, mọi thiện pháp được phát triển và tăng trưởng tốt, đem lại sự an lạc cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai. Phân tích niệm chính ân Đức Phật bảo. Chư Phật chánh đẳng giác có chính ân đức, được phân tích ra từng mỗi ân Đức Phật bảo như sau. 1. Itibiso Pharawa Arahant. 2. Itibiso Pharawa Samasam Buddho. 3. Itibiso Pharawa Vicha Karana Sambano. 4. Itibiso Pharawa Sugato. 5. Itibiso Pharawa Lokaviyu. 6. Itibiso Pharawa Anuttaro Bodhisattam Masarathi. 7. Itibiso Pharawa Satha Deva Manusanang. 8. Itibiso Pharawa Buddho. 9. Itibiso Pharawa Pharawa. Hành giả niệm chữ nào hiểu rõ ý nghĩa của mỗi chữ ấy, niệm câu nào
hiểu rõ chi pháp của câu ấy và niệm ân đức Phật bảo nào hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức Phật bảo ấy, hành giả chắc chắn sẽ phát sinh đức tin trong sạch và sâu sắc nơi Tam Bảo. Đề mục thiền định niệm niệm chính ân đức Phật bảo có ý nghĩa vô cùng vi tế, sâu sắc rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định làm đối tượng được. Cho nên, đề mục niệm niệm chính ân đức Phật bảo này chỉ có khả năng dẫn đạt đến cận định Upacara Samadhi mà thôi, không thể chứng đạt đến an định Appana Samadhi, do đó không thể chứng đắc được bậc thiền sát giới nào. Như vậy, tâm cận định này vẫn còn là dục giới thiền tâm, song có một tầm quan trọng rất lớn trong giáo pháp của Đức Phật. Thật vậy, trong tất cả 40 đề mục thiền định đều đạt đến cận định Upacara Samadhi cả thảy, chỉ có một số đề mục thiền định có khả năng dẫn đạt đến an định Appana Samadhi để chứng đắc năm bậc thiền sắc giới, bốn bậc thiền vô sắc giới mà thôi. Trong tất cả 40 đề mục thiền định ấy, có những đề mục thiền định trong Phật giáo và ngoài Phật giáo, song đề mục niệm niệm chính ân đức Phật bảo, đề mục niệm niệm sáu ân đức Pháp bảo, đề mục niệm niệm chính ân đức Tăng bảo, đề mục niệm tưởng ân đức Niết bàn chỉ có trong Phật giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật giáo. Song phần chính ân đức Phật bảo,